Double G. Hello, we are Double G. Mình là Oanh. Mình là Hà. Và đây là khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Cháu mình tên là Bún. Mặc dù là Bún hôm nay sẽ được chẳng ăn được ăn miếng nào đâu, nhưng mà Bún rất là xinh. Chào cô chú đi. Chào các cô chú, các cô, các chú đi Bún nha. Và hôm nay thì bọn mình sẽ làm một video mukbang nữa. Ăn đồ của McDonald's. Ở đây thì bọn mình có combo hai người, bao gồm mà ba gà, bốn mắc nugget, một khoai tây chiên cỡ lớn, và hai coca. Và bọn mình còn gọi thêm một burger bò và một burger gà nữa. Tí nữa bọn mình sẽ cắt đôi ra. Ok. Dù burger này hơi bé so với tưởng tượng của hai đứa. Ok. Và bây giờ chúng mình bắt đầu vào ăn thôi. Dạ, cùng ăn thế nào. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu ăn từ hamburger trước. Đây là hamburger bò. Mình rất bất ngờ vì mình không nghĩ nó có thể bé như thế. Mình đã nghĩ là nó to ấy, tại vì nhìn trên hình nó cũng hơi to. Nói chung tất cả mọi thứ chỉ là minh họa. Đúng rồi. Thực ra là có những cái bánh to thật, Big Mac các thứ ấy. Bọn mình sẽ ăn thử như này trước. Với cả là bọn mình không tập phô mai, tại vì quanh nói là anh không ăn đi ăn cái phô mai ở trong. Thực sự là mình thấy nó hơi ngấy, mình không ăn được. First bite. Chào mừng kesamita. Chào mừng kesamita. Nó vẫn có cheese đấy cậu. Vẫn có, nhưng mà nó ít hơn không? Cái này nó lại không có sáu ếch à? Cái này nó lại có miếng chuột, một cái sốt bọng. Mình sẽ chấm thử cái sốt này. Đây là cái sốt khá là đặc biệt và nổi của McDonald's. Như là sốt mật ong. Nói chung là mình cũng không quá rõ lắm, nhưng mà đây là cũng là lần đầu tiên mình ăn thử. Nó cũng thử xem sốt này ăn như nào. Kiểu của bông thông của me. Hơi chua chua. Hơi chua chua. Nhiều ngọt. Muốn kìa. Thực ra thì cũng xuất hiện ở góc màn hình. Lát nữa mà muốn nhảy đến đây là chúng ta sẽ kết thúc cái video này ở đây. My word. Cái xì tươi lúc nào cũng ngon. Thử một miếng khoai tây nhưng lại không có ớt bằng sốt cà để ăn cùng. Hai đứa đã quên mất cái điều đấy. Nhưng cũng được mọi người. Chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Ừ, đây cái sốt này ngon mà. Cái sốt này có thể ăn được tất cả mọi thứ. Thật ra bọn tớ đặt trước hơi lâu. Thế là nó đã đỡ nóng rồi ấy. Nếu không ra nóng thì nó sẽ ngon hơn. Và trong cái này nó sẽ cứng hơn. Thật ra không là giòn mềm. Và chúng ta cũng không có thể ăn. Kể đi. Thế cậu biết không, tớ đang giảm cân. Hả? Chị. Tại vì tớ thấy người tớ gầy, nhưng mà mặt tớ vẫn to. Thế là tớ đã nghĩ là nó sẽ giảm cân đến một mức độ nào đấy để xem bao giờ thì mặt tớ nó sẽ bé đi. Sau đó nó sẽ giảm toàn bộ người. Shut up. Đây là gà không xương. Nhá. Yeah. À, bọn tớ đặt ở trên GrabFood. Yeah. À, một cái lọ sốt bé tí này thì liệu có đủ cho cả cái đống này không? Maybe không. Thì là chúng ta sẽ lấy cái ớt ở nhà chúng ta. Ok. Khá ngon. Da rất là giòn, vị đậm vị. À, miếng gà này không bị bở lắm. Ok, khá ok. Không bị khô, không quá khô, không quá. Không quá ớt. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng chuông của bún. Đang chơi đùa. Bún không phải là mèo của bọn tớ. Bún là cháu tớ thôi, bởi vì bún là mèo của em họ tớ. Đúng không? Của em họ hả? Nhiều người có vẻ xem cánh, tớ thì không, nhưng tớ vẫn xem. Đây! À sao chúng ta lại chấm miếng to như thế này và cái hộp bé tí như thế này? Trời đất ơi! Mai ơi, em có thể lấy chân ớt ở đây được không? Love you. Thì ít đấy. Thì ít gì? Love you, thì ít. Love you, mắt, không mắt. Chiu chiu. Hai con người có hai cái mặt có thể tràn màn hình. Sự tự bức từ hậu cần. Ta lại tưởng là cái này nó chưa cắt thì ta lại buồn cười quá.
gọi là hai chiếc mặt tràn màn hình. Bún ăn không bún? Bún mà ăn thì mọi người sẽ nói là đồ ăn của người sẽ lại cho chó mèo ăn. Mà nó lại thích ăn. Hay đấy rồi đấy. Ừ. Bún nó chiên thịt gà so với cá. Nó rất thích ăn thịt gà hơn. Rất thích ăn thịt gà hơn. Cầu cũng ưu. Sao? Thì mà cái... Tôi đã có ớt. Sau sánh một chút là cái da này của mắt hơn một. Nó đỡ ít béo hơn của KFC. Đỡ ít béo hơn. Ngưng hư của chúng ta đẹp. Hôm nay thật sự kỳ lạ. Bạn thông cảm đói quá rồi đêm nay. Để quay cái video mốc băng này chúng tôi đã phải hẹn nhau từ tuần này sang tuần khác. Đúng rồi. Ta sẽ có một chiếc video vào cuối tuần. Chiếc video sẽ được đăng vào cuối tuần. Đúng rồi đó. Có ớt và thấy ngon hẳn. Đúng là gà phải ăn ớt mọi người ạ. Mà đứa thì ăn cay. Tôi vẫn đang tìm kiếm một cái chủ đề chung của mukbang. Nhưng mà không biết nên ăn gì. Ai có gợi ý gì thì hãy comment cho mọi người biết. Nhưng mà ở đây không có mì ý nhỉ? Tại vì đó khi mà tôi ăn gà tôi hay ăn cùng mì ý. Mì ý đó ăn với Jollibee. Đúng rồi, tôi không hay ăn Jollibee. Ngon mà nó có như combo chung với cả gà. Chào, hôm nay sẽ làm một cái video rất là thư giãn. Kiểu được ăn cảm giác thư giãn. Có thể mọi người không biết, ta không ăn được rau sống. Đây lại là một câu chuyện buồn. Dạo này tôi có tập ăn xà lách. Đỡ hơn trước một chút. Không biết là liệu ăn nổi không đây. Chúng ta có thể thấy là một màu xanh. Nó lại ngon. Được. Với cả hình như nó cho sa bé như này chúng ta có thể không lo được nó. Nó cái cào chúng ta sẽ đói. Một bữa ăn tất cả công sức ăn giảm cân cả tuần đi hết. Đúng rồi. Những cái thứ đồ ăn nhanh này cực nhiều kilo calo. Khoai đậu. So với khoai trường thì tớ sẽ ăn khoai lắc phô mai hơn. Các bạn thấy có gì nào? Ừ. Các bạn không thích phô mai. Nửa sau. Lúc rồi có thể ăn được phô mai một bộ là tự dưng ăn được thấy. Thế là từ đấy tớ không thể ăn được nữa. Đúng chị tớ. Có một hôm thèm bánh chua pa thì mất mua cả một bèn hết. Mà từ đấy không bao giờ ăn được nữa. Từ đấy không bao giờ ăn được đấy. Đau khoảng thôi. Nó không phải một tao không thấy mặn. Nó không có bổ nó thèm cay lắm, nó thèm ăn thì cay dã man. Thế là nó về nó ăn thì cay, nó ăn được đúng nửa hộp xong rồi từ đấy đó. Đặt luôn, nó không thể ăn được hết cái đầu hộp đấy. Cay quá hay là cay quá? Cay quá. Và nếu mọi người chưa xem cái video ăn thì cay của bọn tớ thì bọn tớ sẽ lại để link ở đây nhá. Và dù video ấy thì dài nhưng mà nó cũng sẽ vui. Thật sự mọi người ạ. Ra ma là tôi nghĩ là vào thu rồi. Ai cũng nghĩ là vào thu rồi ha. Nhưng mà câu chuyện là mọi người chứ. Đông sắp về rồi mọi người ơi. Chấm đông rồi, lạnh rồi. Mặc áo lót đây thôi. Lúc nào tớ cũng sẽ nói một câu là để ta xem lạnh được bao lâu. Thế ăn cái gà phi dê. Ăn được nướng á. Phi dê, tức là nó có cái sốt ở ngoài ấy. Cũng không biết nói như nào. Tớ hay ăn cái gà phi dê đấy là KFC. Ăn được cơm, chứ nó không bán miếng riêng, chứ tưởng muốn ăn cái miếng riêng được chứ. Chứ ăn mỗi cái miếng riêng nó sẽ cay cay một tí. Bún. Gà không bún? Bún nó bị ngào. Gà không bún? If you're happy and you know you clap your hand. Meo. Ăn câu ăn không? Wow.
Nó hửa ra không thèm ăn luôn. Chảnh mèo. Nó lấy ăn pate. Chiều nay đón nó về phát là phải đi nấu cơm cho pate trộn lên ăn. Đúng là như nó khỏe trở lại sau khi ăn. Không gọi là bún trần tư. Dung có vẻ cảnh máy. Đều là Dung. Không cười Dung, Dung cười to Dung. Xong bây giờ nó sập phát xuống nhỉ. Úp, vừa đúng đồ ăn. Không sao, tớ ăn xong rồi. Kết thúc video ở đây. Bye bye. If you're happy and you know you're saying meow. Bún. If you're happy and you know you're saying bún. Meow. Nice. Nice. McDonald's. À, video này sẽ kết thúc ở đây. Và nếu mà mọi người thích bọn tớ ăn thêm bất kỳ một món gì khác thì hãy comment ở bên dưới cho bọn tớ cùng biết. Nhớ like video, sau qua channel đã của chị để xem được nhiều video hơn của bọn tớ nhé. Và hẹn gặp lại trong các video sau. Nhớ follow bọn tớ trên Instagram, bọn tớ sẽ đồ đó trên màn hình này. Vâng. Pinky pinky. And một lần cuối, we are Nabuchi. Không bao giờ cùng chiều. Bye bye.